Ủa quên nhanh xin hả? Chào cả nhà, hôm nay là sinh nhật của mình nha. Ủa, đây của em. Mình đang đây của em. Nướng lá lốt mà tôm nha cả nhà đó. Ủa, đây, đây ai để vô vậy? Con gái mình đây. Em đây. Không, không. Nhà thấy chưa? Mẹ bỏ cái kim vô đó. Đây. Của em đâu? Thấy chưa cả nhà? Của em. Của em đây. Của nhà, đây. Em ôm luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà coi kênh của mình, ủng hộ và subscribe kênh mình nha cả nhà. Đây. Đây. Mà hôm quất luôn nha cả nhà. Đây. Gắt cái này được không? Không biết gắt thì thôi, nghỉ luôn đi. Đây cho cả nhà. Qua đây. Đây là mình nướng rồi nè. Nướng xong rồi nè. Mở đi. Bỏ tôm lên nữa đi con. Được rồi, bỏ để con này của chị. Cái này nó lâu chín nè. Thấy chưa cả nhà? Cái này đen rồi nè, để lên.